Hello mọi người. Tuần này làm xá anh em ạ, đâm ra mình sẽ sờ sim vào tầm này á. Cứ mỗi tuần đổi ca lại sờ sim một kiểu. Tầm này đánh cái đánh này nó mới căng thẳng này. Toàn kiểu cái gương một thằng nào cũng muốn lên cao thủ. Và vận diễn viên Eriwe luôn. Dừng bạn tăng tốc qua để thanh tẩy. Không biết thằng chóc đi mid hay đâu à. Hello Khánh nhá. Em được công ty thực tập nhận vô làm chính thức rồi, mày làm gì vậy Khánh? Đùa ấy chứ, nhà hai cái tiệm vàng thì mày đi 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 làm là mới đéo gì ở nhà bán hàng đi. Đúng không? Anh mà như chú thì ở nhà đi học đi làm là mới quái. Ở nhà đếm tiền. Anh nhà nghèo mới phải cố gắng phấn đấu nai lưng ra ra làm. Ở nhà là ông chủ cũng thích thích đi làm thuê. Top mid dừng ra đây. Con hàng này mà cướp mà đi thì không có phần lát là chết. Ở đây đấy, rừng đã hiện rồi. Cho chúng nó nhây nhau cũng nhiều, chắc nó giải mắt lại thôi, tí mình đổi quét được.
Tôi chẳng cần nữa. Kia có mắt rồi. Đại chiến rồi anh em. Đây. Rồi như nào nữa? Má chung mà đéo chịu được. Chơi cái bình thường không thích. Đây có mắt không? Mình sợ Gravette ăn Z xong qua đây luôn. Nên mình sợ Mai được hồi máu rồi. Chịu bot full cây này không anh được. Nó cướp dép mình rồi. Mẹ. Khốn nạn thế. Lê mình thấy cái mùi đan rồng á.
À, còn đĩ này. Quả đấy sao mình đã chọc e ở nó nhở? Đi nhanh vãi đái, phải đu e được chết mẹ rồi. Mà nó lại cũng tốt nữa. Xong quả cuối còn giờ đúc rồi máu ấy, khốn nạn. Chúng pha đây nó PK hay. Là cướp chim mình ấy. À, con đĩ này ăn để lại con nhỏ à. Cái nồi đứng đây bê về nữa không? Cái đéo gì vậy? Cái lô đứng đây bê về thì đâu hiểu để làm mục đích gì luôn. Làm đi ông thần. Đứng trên mặt tí nó bê về lại nổi. Cứ giả lời rồi, thằng đồng EP chú ấy làm đó thì biết. Về thì về mẹ đi. Chuyên gia kiểu chu ra kiểu sầm lồn. Tổ ảo 2 cấp thế này. Thằng này tỉnh quá. Ông này chưa gì ông đã ulti bật ul tăng tốc lên nếu biết chơi đó. Có gì nó nhường len là chịu chứ sao. Chỉ đứng kiểu này thôi, khốn nạn lắm. Những thằng đi tốt kiểu vậy mới mất dạy. Chắc người ta đéo canh nổi luôn. Mặc dù thằng này có thể thừa sức ăn thịt thằng này luôn. À, hai cấp mà phân đồ mà. Nó đánh vẫn chắc. Rồi, thằng này đi rồi. Chết còn lát thì chịu rồi.
Nó chết cha bây giờ. Này không có trụ đầu nữa các bạn. Mất trụ đầu. Cái tốc chiến chơi cơ chế đã khác game này em ạ. Nên anh không chơi đâu. Máy anh cũng đã tốc chiến mà anh có đánh đâu. Cố lên mid. Mid phải đâu có gì để đánh. Chết thật nó không nhỉ? Cứ phải lì lì mới có mạng được. Sợ dừng vào đấy. Pha này team mình có vẻ muốn lùi. Hello Thiên nhá. À, dừng ở đường bên kia đéo nhìn cái gì luôn ạ. À, giờ về thì đúng gặp ngay thằng này. Ê, theo tao đây. Khổ quá. Toàn đi đéo đâu.
Nhanh lên thằng lôn. Chết nó, phát này ăn dòng cho easy nhỉ. Đập đê đừng cho về. Vậy ngon không? Nó chỉ thế thôi. Mít có flash. Chắc được trong bụi này chứ đéo gì. Nếu hiểu làm cái lồn thì luôn đấy. Mẹ trâu thế. À, có phải thằng này đào đâu lắm tiền, nó ba món rồi nhỉ. Phải đây mình cũng chưa kiểu là chưa mua được cái đai lưng, nó bị yếu yếu đam. Nếu hiểu sao thằng này nó giàu vậy luôn. Biết là cái đồ này nó rẻ rồi nhưng mà cặc gì đắt mẹ đồ. Trâu ấy đấy, châm mâu đánh đéo chết. Chắc tại ăn sát đau nhiều. Tuy đang bốn mạng, đang sát đao nhiều. Chào Đức nha em. Bọn này phải có hư vô và máu cho nó được. Cái còn gì chả mà đông hoang phép vào mồm. Mẹ đâu giờ được. Nãy nó bấm giờ được. Vào ăn nào là kiệt sức, nào là chói rồi mù. Để mình lên xài đúc trước, xong dí theo cũng được. Combo cửa đấy là không đánh được. Tỷ năm anh không đi đu đền rồi còn hỏi câu đấy nữa em.
Nó có tầm nhìn ta. Những con bồ đỏ không thèm ăn nữa. Hai cái suy gài. Quả đấy chịu rồi, phải giờ luôn. Không không là không ăn được rồng. Không xài giờ thì lấy cái gì mà dồn đam rồng. Buộc phải vậy thôi, còn so phát có bắt sau anh em đánh nào đánh. Mà nghĩ tầm này rồng vẫn hơn. Ăn đấy có sở bốn dòng mới hay hơn, kể cả pha vừa rồi combat có mất dòng ăn combat, mình nghĩ là dòng vẫn hơn. Nhanh sáng đồ cát cái. Cái gì mà nhìn anh giống Châu đi vậy em? Anh có gầy đến mức độ vậy đâu. Cho tao đi. Còn mẹ nó ùa một phát gần chết, sợ thật. Kinh thế. Đang sợ bà giòn này.
Đi nhanh vãi lồn. Team nốt thằng nào cũng có đam. Sốc đã chóc rồi mà đánh vẫn thua. Bên mình tốt đấy là cái gì? Bỏ Gazon qua dòng luôn này. Đẩy cái mid lên. Sợ đéo kịp ấy, 30 giây thì bọn này Amazon thì tầm 15 giây là xong. Nói chung bỏ Gazon lấy con rồng đánh nhau cũng được. 10 giây. Bọn này về mà đéo kịp đâu. Mẹ em lùi con mẹ mày đi, còn làm trò nữa, ăn nhanh lên. Nó hiểu chạy tới đây làm cái lồn, quyên sinh à? Biết là mẹ thằng này nhường lên cho mình rồi, nó đần quá. Cướp bờ lú à? Địt con mẹ, phải đấy nghĩ là hồn chúng cơ. Của đấy vướng cái đai, vướng cái tường, đai lưng không vào được, không chạm luôn được. Cố lên nào các anh em. Như thế của đấy giờ sớm mẹ luôn, quy phát giờ luôn. Rồi, cản được cái bước này của nó là ngon rồi. Cố thì có cái hồ cát để chơi. Theo tao này. Tầm này mục tiêu ta là hồ siêu cấp rồi, không vương lắm. Mẹ dừng nó phun đồ, đéo hiểu kiểu lồn gì, nhìn mạng định kém mình, fan thì hơn tí. Phun đồ. Tao ghép cho ra còn nhanh.
Địt con mẹ mày, cái đéo gì mà nó sốc khỏe vậy nhờ. Thôi chịu rồi. Để nó ăn sắt đao nhiều quá, nó xanh quá, ao bị ao đổ. Lổ nó chùy gai. Chịu rồi. Game này tốt mình ao một phần thôi. Cái kiểu để dừng ăn sắt đao dồn một thằng quá, mẹ nó cũng xanh lên đồ sớm. Mình được hai món nó ba món mẹ rồi. Mình 3,5 món nó full con mẹ đồ luôn. 18.000 tiền. Đâu hiểu đảo đâu lắm tiền vậy luôn đấy. Đầu game ăn đi team nó đâu phải là thua đâu. Nhiên nhạc đéo chịu này. Bắt đầu mà thấy thăng toang từ cái pha thằng này, thằng SP cho thằng này ăn sắt đao này. Lúc đấy thằng ADB về rồi, con SP nó cứ chạy long nhau không chết này, sắt đao quả 6 lít này, bắt đầu thua từ phát đấy á. Chứ đấu game nó ổn mà. Nó ăn từ phát đấy đi, bắt đầu thì nó ăn sắt đao nhiều, là thua. Chứ đầu game thằng này không hơn tiền mình đâu. Cái con lồn Zumi đã nó đánh kiểu đéo gì ấy. Nó không, nó kiểu nó không theo mình, nó toàn teo thằng đéo nào xong rồi cứ kiểu chui ra sầm lồn. Người ta bê về rồi cứ thích chui ra ngoài xong rồi đi đi lung tung để bắt. Chuyên ra vậy chứ cái bot ăn len mà, bot ăn len mid ăn len. Tốt thì gọi là thua nhưng mà thua một chút thôi. Kiểu sàm sàm sàm, xanh thì nó biết giữ mạng. Cái tầm chúng nó có chì gai ít để mình có hư vô rồi mới xốc vào máu được, không thì chịu. Đây thì con mẹ nó full đồ rồi, mình còn chưa có đồ hộ cáp nữa. Chưa có mũ đâu, đánh gì nữa. Rồi top vừa la 3 áp tiếp. Lại lên bên chùy gai rồi. Nên phải chịu đùa ông sờ quên hai thằng áp rồi. Xác định tư tưởng lúc nào chúng nó cũng chùy gai hết. Lại ăn mục tiêu cũng cũng có win đâu. Một phần team nó cũng đẹp. Con Vla con Aatrox vào nó, hai con hồi máu nhiều vào nó càn được. NZ đứng ngoài spam nữa, Glavet cũng xanh. Bên mình thì chất thằng top rồi. Mà con Vla đấy, con Vla mẹ full áp. Full áp full xuyên. Ăn mục tiêu thì ai cũng vậy mà. Ai cũng cần phải ăn mục tiêu mà em. Như game nãy anh quyết định ăn 4 dòng vậy là chuẩn rồi. Chẳng qua thì mình thu rất tướng rồi. Nãy nếu mà anh có dụ anh full đồ được, có thể anh đánh được á. Anh full đồ là anh sốc thằng GVS hay thằng nào anh sốc hết. Thì chắc là đánh được. Nhưng mà nó ao đồ quá.
cái tầm mình ba món tự nhiên mình cứ bị chững đổ ấy. Đánh nhau cứ ra chết, cứ ra đánh nhau xong chết, không pha một cái gì cả. Cho gác Eco mid này, di rừng. Game này thì nhìn dễ hơn này. Bên nó chắc cổ nó AD đây chỉ cái này thôi. Cho gác thì chắc phù ma phép. Ông sai AD xanh. Tầm này thì mình cũng xong kèo rồi, chẳng qua đua ông là chỗ ông lấy cao thủ rồi. Mai hết mùa nhỉ. Đọc mấy cái bài báo ghi là hôm nay hết mùa, nhưng mà trong cái vào cái chỗ bấm hạng chỗ kỳ của mình ấy, thấy vẫn còn ngày nữa mà ta. Không biết 14 hay 15. Trên trang chủ thì không thấy thông báo gì nữa. À để thành tại. Cái gì vậy mày? Kinh vậy. Có thể gì được qua đây á?
Nó thấp quá nhỉ. Sao mày chậm thế? Ít mẹ đéo hiểu sao luôn ấy. Đánh thì nghe ping đi. Vãi cả lồm ping từ bao giờ đéo đâu lâu rồi, địt mẹ nó có đi một bước sao lại quay lại ạ? Địt mẹ rút khoát lên. Cái len có bị ép có cây len có bị đẩy vào trụ đéo đâu, đéo hiểu được. Đánh cấu vãi lổn. Nay chắc không được em ơi, nay chắc không chơi được rồi. Anh ấy cho ôm lấy cao thủ đấy, xong rồi mới chơi được. Đánh cứ cáu cáu kiểu đéo gì ấy. Địt mẹ pha ở đây mít bị đánh cũng đéo vào, pha trong rừng địt mẹ bao nhiêu lâu rồi đéo đéo vào, chở cái lồn thì không biết nữa. Cái bọn này kiểu nó thấy đéo có tầm nhìn nó đéo chịu vào, mà có tầm nhìn rồi nó cũng đéo theo, cáu với lồn à. Game đầu buổi được cả mình. Mẹ cái gương một ít đéo đâu. Đần đéo nó mới thằng bạch kim. Sợ đã đủ đam mà. Còn gì đâu ra đây nhỉ.
Ông này pha đấy PK chán vậy ta. Từ từ thôi. Cổ đấy vào sớm quá để đu vào. Game. Toàn kiểu phối hợp sàm lồn. Rồi thì cô mày chạy hộ. Chưa thấy echo đâu. Chờ tí nào các bạn. Sao tùn lâu ấy. Thì cái lúc tao ping mày đi theo là được rồi, cơ bản mày đi lên muộn rồi. Họ chấm nhìn con sứ đảo. Pha mày thả sứ giả lên luôn làm sao nó về kịp được, giờ nó còn đấy xa vãi lồn. Thằng này chưa có lát đâu. Thằng rừng này gà nhưng mã sắc đao nhiều quá. Ăn 6 mạng. Rồi luôn.
Mình sợ mình không giết được thằng này. Xài quy đi em. Đúng rồi, hết quy hết đốt đúng không? May là hết chiêu, nó còn chiêu thì đi ạ. Cái tầm này thì mấy con lính này làm cái gì nữa bạn? Cố lên EP. Đừng có đánh nhá, đánh rồng đi. Tên mình lết ăn rồi. Trừ khi tự nhiên thằng Di xanh đột biến rồi. Ông tốt bỏ mẹ trụ đi để sống rồi. Đang trụ luôn này.
Nạt luôn càng đấy. Nếu sợ mai có con dòng gió, có cái nắp gió. Thua quảng đi hết bây giờ mấy cái bọn này. Phản anh giờ hơi muộn rồi. Hồi nãy chưa mua đồ.
đi hết mana. Này thì thiền này. À, quấy mấy cái hụt ta, quấy quy chúng nó chết mẹ luôn này. Hôm nay cảm giác mình định hướng hơi kém thì phải.